Vâng, em à, An Thái xin chào toàn thể các bác yêu lan nhé. Nay em lại có vài hình lan ghép thuần để chia sẻ giao lưu cho các bác nhé. Đây, em có sóc này, cáo này, phi điệp vàng này, trôn này, và cả kèn và gạt trắng nữa nhá. Em sẽ lên cho các bác nhé. Cái hình số đầu tiên nó là sóc nhá. Một cây sóc, hai cây sóc đẹp như này nhá. Về các bác thay chậu mới cho em nhá. Chậu này thì nó cũng lên rễ đầy rồi. Về các bác thay chậu mới cho em nhá. Đấy. Hình số đầu tiên sóc nhá. Em để cho các bác với giá là 150.000 thôi. Cho hình số đầu tiên nhá các bác nhá. Hình số 2 này cũng là hai cây sóc đẹp này. Đấy. Đây, hai cái sóc to đẹp như này nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 thôi. Cho hình số 2 nha các bác nha. Đấy, đây là sóc nha. Siêu đẹp luôn. Mỗi giò 150.000 thôi. Đấy. Em lên tiếp cho các bác một cái giò cáo nữa này. Một thân cáo siêu đẹp luôn này. Các bác thấy chưa? Bản lá đẹp luôn nha. Đấy, đây các bác thấy đấy. Như thế này nha. Em chia sẻ cái thân này cho các bác với giá là 150.000 thôi. 150.000 đấy nha. Cho hình số đầu hình số 3 nha các bác nha. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Thẳng đứng luôn các bác nha. 150.000 nha. Cho hình số 3 này. Hình số 4 này cũng là một cây cáo mẹ con nha các bác nha. Cáo mẹ con nha. Đây, nó có hai cây con đây này các bác này. Đấy, hai cây con đẹp như này nha. Hai cây con nha. Cái con bên này thì chắc nó bị hỏng rồi các bác ạ. Nó hỏng rồi. Đây nha. Mới bán dế thôi. Đây là hàn em mới lên chậu thôi nha các bác nha. Đấy, cây mẹ của nó này. Hai cây con. Cái này về mà các bác đắp phân trâu lên thì quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Đắp phân trâu hai bên này thôi là nó rất là đẹp luôn rồi. 200.000 nha. 200.000 cho một cái giò mẹ con nha. Rất là có tiềm năng luôn. Một mẹ hai con. 200.000 cho hình số 4 nha các bác nha. Hình số 5 này em lên cho các bác một giò phi điệp vàng siêu nhiều thân nha. Đã được thuần rất là lâu năm rồi. Rất là nhiều thân như thế này nha các bác nha. Em để cho các bác với giá là 200.000 thôi. 200.000 thôi nha. Cho hình số 5 nha các bác nha. Phi điệp vàng nha. Và đây, đây là một cái giò phi điệp vàng thân to này các bác này. Các bạn thấy chưa? Thân siêu to luôn. Đấy, rất là béo luôn nha. Giò này, rêu này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rêu phủn kín góc luôn nha. Một giò to như này nha. Em chia sẻ cho các bạn với giá là 250.000 thôi. 200.000 thôi nha. 200.000 thôi. Cho hình số 6 nha các bạn nha. Phi điệp vàng nha. Hôm nay bán rẻ, cực rẻ cho các bác luôn. Phi điệp vàng nha. Giò to luôn các bác ạ. Đây nha các bác nha. Em lên cho các bác một cái giò lông tu đá này. Siêu nhiều thân nha. Đây, có kỳ nó đang lên nhỏ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Một giò như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 thôi. 150.000 thôi nha. Cho hình số 7 nha các bác nha. Cho hình số 7 nha. Rất là nhiều luôn các bác ạ. Đây, mình góc của nó rất là nhiều luôn nha. Đấy, một giò siêu đẹp. 150.000 lông tu đá xin hồ nha. 150.000 thôi. Cho hình số 7 nha các bác nha. Lên tiếp cho các bác một cái giò hoàn thảo kèn Lai Châu nhá. Này,
Hoàn thảo kèn Lai Châu nhá. Đẹp như thế này rồi. Ba mần gốc nha. Một mần nhỏ dưới này này. Đấy, và có một cái quả này về các bác gieo nhá. Các bác chỉ cần để trên này, bao giờ chín là nó sẽ rụng lên trên này thôi nhá. Đấy. Đây. Hình số 8 nhá, hoàn thảo kèn Lai Châu nhá, ba mần như thế này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 thôi. 300.000 thôi. Có cả một cái quả này về các bác chỉ cần gieo lên trên này thôi. Rất là đẹp luôn nhá. 250.000 thôi nhá. 250.000 cho hình số 8 nhá. 250.000 thôi. Rẻ cho các bác luôn. Đấy. Hoàn thảo kèn Lai Châu nhá. 250.000 cho hình số 8 này. Hình số 9 này. Các bác thấy chưa? Thân nó vằn ống ánh luôn các bác nhá. Đây, thân vằn ống ánh luôn các bác ạ. Đây là hai cái kỳ, đó là gà trắng nha các bác nhá. Đấy, rất là đẹp như thế này nhá. Hai thân này thì siêu đẹp rồi các bác ạ. Vằn ương luôn. Cái này là em phơi nắng trực tiếp cho các bác nha. Đêm về các bác cứ thoải mái luôn, nóng cũng không sao hết nha các bác nhá. Đấy. Hai thân này em để cho các bác này, mật ú luôn này. Đấy. Hai thân này nha, em để cho các bác với giá là 400.000 thôi. 400.000 thôi nha. Hai thân đẹp luôn nha. Cho hình số 9 nha các bác nha. 200.000 cho hình số 9 này. Gà trắng nha. Đây là gà trắng tinh luôn nha các bác nha. Đấy. Bảo hành cho các bác mặt hoa nha các bác nha. Đây, em có 4 cái kỳ. 4 cái đây, cái thân bên này thì nên mai nó khỏe, nó lên hai cái mần gốc này. Đây, đây một mần. Đấy, cái thân này, đây. Đấy, có 4 mần như thế này nhá. Về các bác có thể tách ra thành hai chậu cho em cũng được nhá. Đấy, đẹp chưa? Siêu nhiều thân luôn nhá các bác nhá. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 thôi. 800.000 thôi nha. Cho hình số 10 nha các bác nha. Cho hình số 10 nha, gà trắng nha các bác nha. Đây là gà trắng nha. Đấy. Em nói gà trắng là chuẩn gà trắng luôn nhá. Chứ em không lừa đảo các bác đâu nha các bác nha. Bảo hành mặt hoa cho các bác luôn. Đấy. Chuẩn 100% luôn nhá. 800.000 cho hình số 10 nha các bác nha. Hình số 11 này. Đây là một khúc chồn nguyên bản nha các bác nhá. Và em đặt lên cái cục dớn này thôi. Đấy, em đặt lên cái cục dớn này thôi. Nó cũng đã bắn dế lên dớn rồi nhá. Đấy, bắn dế lên dớn rồi. Đẹp như này nhá. Có hai thân nhỏ này này. Đấy, các bác thấy chưa? Đá thuần rất là tốt và rất là đẹp rồi. Đấy, đây. Thì được cái thân, hai thân to này. Các bác thấy chưa? Cái này nó hơi tối các bác ạ. Hơi tối nên các bác khó nhìn. Cái này là hơi tối nhá, nên các bác nhìn không rõ được. Cái thân này thì nó sọc hai vạch đây, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy. Cái to đẹp luôn. Đây các bác thấy cái vạch trắng này chưa? Cái vạch trắng này này. Cái vạch này với lại vạch bên này này. Hai vạch này là nó xuyên luôn bên này luôn nhá. Đây nó xuyên luôn bên này luôn nha các bác nhá. Đấy, vạch trắng đây nó xuyên luôn nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Hai thân chồn to như thế này nha, nguyên bản nha các bác nhá. Bác nhìn thấy dế của nó chưa? Cái dế xanh mướt của nó này, to bằng cái ngón tay của em luôn. Giò giáng hương đôi chồn này. Em để cho các bác với giá là 300.000 thôi. 300.000 thôi. Thân này lá sọc đẹp lắm các bạn ạ. Hai vạch rất là nét luôn. 300.000 thôi. Cho hình số 11 nha các bạn nha. Cho hình số 11 nha. Đấy, đẹp luôn nha. Đấy. Em chỉ thích mới hai nét sọc đấy thôi. Nó rất là đẹp luôn. Cái thân già của nó cũng có nha các bạn nha.
Đây này các bạn này, các bạn thấy cái nét thân già của nó chưa? Đây nha, nét thân già của nó này. Đấy. Nét thân già của nó thì nó rất là nét và rất là to luôn nhá. 300.000 cho anh số 11 nhá. Và đây, đây là cái giò hình số 12 nhá các bạn nhá. Đấy, một giò sóc này. Đây, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cây sóc như thế này nhá. Đã bán dế hết rồi đây nhá các bạn nhá. Đã chuyển sang chậu và đã bán dế hết vào đây rồi. Đây nhá các bạn nhá. Đấy, xuyên dế hết rồi vào đây rồi nhá. Thoải mái luôn, về các bạn chỉ cần chăm thôi. Rất là đẹp luôn này. Đây, chuẩn bị bán dế rồi các bạn này. Đấy. Một giò sóc to như thế này nhá. Siêu to luôn các bạn ạ. Đấy. To luôn. 7 cây. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là, em chia sẻ cho các bác với giá là 800k thôi. 800.000 đấy nha. Cho hình số 12 nha các bác nha. Sóc to siêu đẹp luôn nha. Ghép dớn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đẹp luôn nha các bạn nha. Đấy. Để em đáp rêu lên và rất là đẹp luôn rồi. 800.000 nha cho hình số 12 nha các bạn nha. Và đây nha các bạn nha. Hình số 13 này. Các bạn thấy chưa, hai thân rất là dài luôn nha. Đấy, hai thân phi được vàng và rất là dài luôn. Như thế này nha. Đã được thuần như thế này các bạn này. Cái này là hai bản em đắp vào đấy thôi. Đấy, tức là mỗi thân một cái góc riêng nhá các bạn nhá. Đây, nó đang sưng nụ này các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đang sưng nụ to này nhá. Em chia sẻ cái thân này, hai thân dài này cho các bác này. Với giá là 150.000 thôi. 150.000 thôi nhá. Cho hình số 13 nhá. Và đây cũng là một cái giò kết thúc video của em nhé các bạn nhé. Đây. Đấy. Mong các bác sẽ ủng hộ em. Và các bác nha, cho em một cái đăng ký kênh. Nhấn chuông thông báo nhé. Để các bác biết đến những video sớm nhất từ em nhé các bạn nhé. Đây là toàn cảnh của mấy cái giò hôm nay em giao lưu các bác này. Đây là toàn cảnh luôn nhé. Đấy. Đẹp như này nhé. Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp các bác vào những video sau nhé.